Chào mừng các bạn đến với vlog của Ngọc. Và hiện tại thì Ngọc đang ngồi kế một anh chàng rất là dễ thương, rất là đẹp trai, rất là baby, sở hữu một nụ cười tỏa sáng, một đôi mắt mặc dù có ti hí thiệt. Khi mà anh cười thì không thấy tủ quốc đâu cả, nhưng khi anh mở nắp mắt ra nhìn thì đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Vâng, đó chính là ca sĩ Dương Triều Vũ. Chào anh. Các bạn ơi, ca sĩ Dương Triều Vũ vừa rồi đã ra mắt một album muộn màng, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, một ca khúc rất là hay, lồng ghép vào một chuyện tình đồng tính, thật là bi thương. Có biết là tại sao anh Vũ lại cho một cái khúc bi thương như vậy? Ngọc biết rồi, bởi vì Ngọc có coi cái album này. Thực sự thì anh Vũ muốn gửi đến tất cả mọi người rằng dù cho một cái kết cục đau thương thiệt, nhưng mà hai người nhân vật đó sẽ vui vẻ với nhau ở một thế giới bên kia, đúng không nào? Tại sao nãy anh không chưa nói thì mình em nói không vậy? Anh chưa kịp nói, em nói kêu rồi. Trời ơi, em bị bệnh nghề nghiệp khổ ghê vậy. Khoa nói để nói, anh chia sẻ khán giả đi. Anh biết em nói rất là hay, nhưng mà bây giờ cho anh khoảng một phút để anh kể về khán giả em đi được thôi. Cái lý do mà Vũ làm cái MV về đồng tính là tại vì Vũ muốn góp một phần của mình để có một tiếng nói mà nó trung thực và nó không có mang cái sự châm biếm hoặc là mang cái chủ đề hài hước, nhưng mà nó mang một cái tính cách rất nhân văn, kể về những cuộc tình có thật. Và một cuộc tình đồng tính thì cũng như bao nhiêu cuộc tình khác, cũng chỉ mong được hạnh phúc, mong được có thể chung sống với nhau trọn đời, mong được có sự bình đẳng. Thì cũng nghĩ rằng qua hai nhân vật của Vũ đã hy sinh vì tình yêu thì mọi người sẽ có một cái nhìn nó thông cảm hơn cho giới đồng tính cũng như là LGBT. Vâng, các bạn vừa nghe ca sĩ Dương Triều Vũ chia sẻ về MV của mình. Thông qua MV thì anh Dương Triều Vũ muốn các bạn có một cái nhìn thông cảm hơn với tình yêu đồng tính. Thực sự thì đúng như vậy các bạn ạ. MV được đầu tư rất là công phu, rất là kỹ lưỡng, với nhiều góc hình đẹp, stylist thì rất là đẹp, cảnh trí đẹp và màu sắc blending cũng đẹp nữa. Không có những cái cảnh hung hút gì đâu nha. Các bạn có thể xem MV trực tuyến trên Sing23 hoặc là trên YouTube. Bởi vì đây là vlog có giới hạn nên Ngọc không thể nào insert cái video clip vào đây cho các bạn xem được. Sao em không khen em đẹp? Anh Vũ là em đã khen từ đầu rồi cơ mà. Mà anh không khen em đẹp, anh là chưa khen em mới đúng đó nha. Nói chung anh rất là ngưỡng mộ em, rất là xinh và duyên dáng nữa. Cho nên là hôm nay rất là vui được gặp em. Em cũng rất vui gặp anh. Nhưng mà điều này sẽ làm em vui hơn, đó chính là anh có thể gửi cho em 800.000 tiền MC được không? Ủa, bữa nay em mời em tới đây mà. Nhưng mà em làm MC MBA cho nên phải trả tiền em 800.000. Bình thường anh tới chỗ nào là người ta phải trả tiền ngược lại cho anh chứ sao? Không, như em là phụ nữ, anh phải trả tiền cho phụ nữ đúng không? Anh phải ga lăng chứ, lady first, anh phải trả tiền 800.000. Giờ anh có trả hay không? Yes, no. Anh trả tiền không, cả em kiss cam anh ạ.